Nhưng mà đợt vừa rồi em thấy là khi mà bỏ anh bị bệnh thủy đậu đó, thì anh có chia sẻ trên trang cá nhân. Và khi mà anh chia sẻ như vậy thì mọi người khá là ngạc nhiên, vì cứ nghĩ rằng là trước đó là hai người sẽ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng mà anh Hiếu vẫn có sự quan tâm dành cho người yêu cũ của mình. Tại vì mình thứ nhất là mình muốn mình cũng muốn chung tay bọn anh post cái mình cũng muốn quan tâm post cái đó lên cho mọi người biết được là bọn anh đang bị như vậy, tại vì mình sợ bọn anh bị đền xô. Thì trong cái đi hát á, thì trước khi đi hát ký hợp đồng với người ta, nhưng mà tới ngày mà sợ mà mình bị hủy show á, thì mình sẽ bị đền hợp đồng á, mà người ta không có tin là mình bị bệnh hay không đó. Nên là Hiếu muốn chia sẻ cái tin đó để cho mọi người biết được là bảo anh đang bị bệnh, để mọi người tin cái điều đó và đỡ đền xô bảo anh. Tại vì như Hiếu tâm trạng đi hát á, Hiếu Hiếu cũng biết là tại vì nhiều khi á, mình đi hát show mà mình nhiều khi mình bị sốt đi, mình không được phép xin nghỉ, tại vì xin nghỉ người ta không có tin, người ta tưởng mình là những cái show khác ngon hơn hoặc là đi làm cái gì đó nó tốt hơn và bỏ show của người ta không tin cái điều đó và mất uy tín của người ta. Có nhiều khi mình bị sốt như Hiếu, nhiều khi bị sốt người ta cũng phải bắt đi ra tới tận nơi để mà hát không được, phải lên sân khấu để thấy mặt nó kiểu vậy, tại vì người ta không sợ mất uy tín nữa. Mà qua cái chia sẻ của anh thì em cảm thấy là anh vẫn rất quan tâm đến cô ấy. Cũng quan tâm chứ, lâu lâu mình cũng muốn họ, nói chung là dù sao cũng bạn bè mà, cũng hỏi thăm sức khỏe nhau như thế nào. Sao lúc này anh lại bảo là thôi chia tay không làm bạn? Thì ban đầu là muốn là cái thời gian đầu á là thôi không có nhắn tin, không có Facebook, không có gì hết, nói chung là chặn hết cho rồi. Thì sau này mình nhẹ lòng hơn xíu thì thời gian cũng cũng qua dần 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 nguôi ngoai, thì mình cũng muốn quan tâm thôi. Anh có từng chặn Facebook của cô chưa? Nói chung là hồi xưa thì bảo anh có hay chặn Facebook của mình, nói chung là mình nói gì hay chăng nữa thì nếu giận dỗi hay gì đó thì hay chặn, thì sau này thì thôi mình chặn lại luôn, nói chung là không nói chuyện, ít nói lắm, số điện thoại xóa luôn rồi. Nói chung thì lâu lâu mình vẫn vào Facebook xem lén một tí, nhưng mà thôi xem không, ta không cũng bớt, ta không có tâm trạng gì nữa, mình xem cho biết thôi, biết sống như thế nào thôi. Cũng có xem lén đó, lâu lâu có xem lén Mà cổ mới cắt tóc anh thấy sao? biết á, mà nói chung là theo cái thói quen, ví dụ như bắt đầu mới chia tay thì mình ngày nào mình cũng lướt Facebook vô, mình check vô, mình vô nhìn lén thử sao sao nên, rồi mình nhiều chuyện mình coi thử này đi chơi với ai hoặc là làm gì kiểu vậy, xong rồi mình quên quên dần được, thì bắt đầu một tuần mình cũng bị thói quen, mình chui vô mình nhiều chuyện tí, xong rồi thôi bẵng bẵng quên hết rồi, bắt đầu nửa tháng mình chui vô lần, xong rồi quên được tháng chui vô lần, giờ thì 2 tháng 3 tháng rồi đó. Nói chung là lâu lâu rảnh 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 thì mình lướt mình vào tí Còn cô ấy có đọc trên Facebook của anh không? chặn rồi sao đọc được, nói chung Ủa, là anh ơi, chắc là không đọc đâu, chặn rồi, vậy làm sao anh đọc được Facebook của Bảo Anh? thì anh đọc cái trang fanpage thôi chứ À, anh anh không có đọc đọc trên được fanpage Facebook chứ anh Facebook không đâu. đọc Facebook. Vì chặn rồi thì cũng không Đúng rồi, còn. không đọc được. Anh có đọc comment trên Facebook của Nói cô chung ấy? lâu lâu anh cũng có một cái nick giả để anh vào anh xem, anh có làm một cái nick giả, mà tạo một cái nick giả. Anh có đọc hết comment trên Facebook của cổ không? Có chứ, lâu lâu nhiều chuyện mình đọc comment, mình tìm thử không biết có thằng nào comment phía dưới không ta, coi thử có quen thằng nào hay không, kiểu vậy. Nhiều chuyện thôi, mới đầu đó giờ thôi thôi đời không đọc nữa, đọc mệt đau đầu Bây giờ là hết luôn rồi, hết rồi. không còn quan tâm nữa. Lúc mới đầu thì anh chặn là anh làm một cái nick giả, lâu lâu anh phi vô anh coi nhiều chuyện thử coi có thằng nào comment phía dưới hay không, kiểu như là mình nhiều chuyện, ồ có quen thằng nào hay không, kiểu kiểu vậy. Nhưng nhiều chuyện chả làm được gì, nó mệt mình ấy, mệt. Nói chung là mình cứ cứ sống mà quan tâm tới người ta nhiều mà kiểu nhiều chuyện đấy, nó rất là mệt, tại vì người ta đâu có biết mình nhiều chuyện đâu, mình nhiều chuyện thì mình suốt ngày mình cứ mất thời gian của mình thôi, nên là tốt nhất không nhiều chuyện. Nhưng mà không còn một con đường nào để cho hai người quay lại ha anh? Không, nói chung là chia tay từ đấy chấm dứt. Nói chung thì không, nói chung là chia tay rồi,